Rồi, chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học môn thương mại điện tử các bạn. Thì buổi học đầu tiên thì mình sẽ có 3 nội dung chính. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách học của môn học này. Cái thứ hai là mình sẽ giới thiệu qua về cái môn học thương mại điện tử các bạn. Và nội dung cuối cùng đó là chúng ta sẽ đi vào học cái bài đầu tiên của cái chương 1 giới thiệu về thương mại điện tử. Thì đầu tiên về cái cách học thì như mình đã có nêu trong bài đăng ở trong group Facebook group cũng như là trong cái Google Classroom thì cách học chủ yếu chúng ta sẽ là dựa trên cái nền tảng online, tức là mình sẽ đây là cái group bạn nào tới bây giờ chưa đăng nhập vào trong group này thì các bạn nhanh chóng like tham gia vào trong group này ha. Về cách học thì như mình nêu trong cái group á, thì mình hàng tuần vào cái sáng thứ hai thứ sáu vào lúc 7 giờ thì mình sẽ up một cái video bài giảng của cái buổi học ngày hôm đó lên trên cái YouTube. Sau đó thì mình sẽ share link về Google Classroom và có thể là về cả group này, group Facebook này. Và các bạn, nhiệm vụ của bạn đó là các bạn sẽ theo dõi xem nội dung mình là nêu trong cái video cũng như là lập một cái sơ đồ mind map cho cái video đó. Và bên cạnh lập sơ đồ mind map về cái nội dung chỉnh video thì các bạn cũng sẽ làm cả cái bài tập mà mình yêu cầu trong video cũng như bài tập mình yêu cầu kèm theo cái buổi học ngày đó, và các bạn mốt lại việc cuối của mind map luôn. Được chưa? Tức là các bạn giống là một buổi học là bạn sẽ có một cái mind map, phía trên thì bạn sẽ vẽ những cái nội dung chỉnh mà các bạn mốt lại được. Trong đó thì thường nó sẽ bao gồm những cái nhóm nội dung. Đây mình có đưa cho các bạn các cái mẫu mind map đây. Đây là mẫu mind map mà mình lập bằng cách đó là sử dụng phần mềm XMind. Trong này thì các bạn sẽ thấy rằng nó bao gồm cái tiêu đề, những cái nội dung chính, tên nội dung chính và một số cái nốt phụ. Ngoài ra thì bạn có thể nốt lại những cái ví dụ mà mình đưa ra trong bài, những cái giải thích, hoặc là nếu mà các bạn có thể chịu khó tìm hiểu thêm cái ví dụ khác, những cái giải thích khác ngoài thì các bạn có thể nốt vào thêm vào trong này. Hoặc đây là một cái mẫu mind map mà dễ dàng đó là việc tay. Đấy, thì các bạn cứ thấy cái nào hình thức nào mà nó tiện cho các bạn thì các bạn có thể sử dụng. Ok. Đấy. Thì thông thường đó là cái phần phía trên thì bạn sẽ nốt một cái mind map như này, phía dưới thì các bạn sẽ có hai thứ. Cái thứ nhất đó là các bạn sẽ nốt những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi mình đưa ra hoặc là các bài tập mình đưa ra trong cái video của mình. Cái thứ hai đó là các bạn nốt ít nhất một cái câu hỏi hoặc là một cái phản hồi về cái bài giảng của mình. Đấy. Và thứ bảy hàng tuần từ 9 giờ tới 11 giờ thì mình sẽ có một cái buổi livestream bằng Google Meet để mà trả lời tất cả các câu hỏi trong buổi ngày đó. Thì đấy là cái cách thức mà chúng ta sẽ học thông qua cái trong quá trình chúng ta sẽ học cái môn học thương mại thì các bạn này.